Hello mọi người nha, thì mình tức thận quá mọi người ơi. Tức nó hôm qua tới giờ luôn, nghĩ sao nó giả vờ với mình là nhậu say mất trí nhớ mọi người à. Bữa đó là mình tức luôn mọi người, mình tức mình bỏ về luôn mà. Thì bây giờ anh đang trên nhà mọi người, mình xuống đây nè, mình đi dạo chơi thôi mọi người ơi. Mình kiếm cái gì nó mới mẻ mình đưa lên trong. Ê mọi người, mình xuống đây mình dạo chơi. Thì đằng kia kìa mọi người, thấy không? Có một anh bảo vệ đang ngồi đó nhìn mình mọi người à. Thì không thể nào bỏ qua được, mình giờ mình sẽ lại làm quen cái anh bảo vệ đó nha. Cho thằng nó tức chơi, hôm qua dám cho mình vậy thì giờ mình phải cho nó một cú đau đớn đó mọi người. Đi theo mình, mình bữa nay mình gan lắm nha, mình dám lại làm quen luôn á. Không biết á, làm quen với ảnh nói chuyện sao ta. Anh làm nhìn nhìn mình hoài trời. Đây mọi người, thì thật ra anh là anh Hải nha mọi người. Ai đẹp như trời. Là anh Hải nha mọi người. Thì anh Hải lại đây ngủ thuận đi chơi mọi người à. Mà nó không có đón được ảnh đâu, bị anh Hải bị mình chặn đầu dưới đây mọi người. Đây mình kêu anh Hải là bữa nay giúp mình một vé. Mình đã lên nè mọi người thấy không, ăn cắp cái bộ đồ bảo vệ này của anh, mình gình dữ lắm mới lấy được nha, đem xuống trên Hải mặc. Thì anh Hải đã thay đồ xong xuôi, đồ của anh thì bỏ trong cốp xe mọi người. Thì mình sẽ nhờ anh Hải là giống như là làm một anh bảo vệ để mình như là mình hẹn hò với anh bảo vệ mọi người. Rồi nó cho thằng nó thấy nó tức chơi. Giờ muốn mọi người muốn biết video này như thế nào xem hết video này nha, giúp em nha anh Hải. Ok anh dạ. Không biết gì đâu nha. Không sao em lo, mọi người đón xem nha. A few moments later. Đứng lại xuống liền. Đợi tí trời. Mấy đứa nhỏ đâu á, thầy kêu xưa về không chán nè. Con người
thích cái bản tính của anh, chứ không phải là lo gì cắn nhắm. Ừ, mạnh mẽ hơn Thuận Xuyên. Thuận thấy vậy chứ nó yêu đuối mình ơi. Ừ. Nhiều lúc họ cần cái chỗ mạnh mà nó không mạnh được, không có giống như anh. Nè, bờ vai vững chắc cho em dựa vào đó nha. Là bữa nào buổi sáng được không? Chứ em không thích hẹn hò buổi tối nữa nha. Nhất quyết. Ok. Yeah. Trời ơi, đưa đây coi. Trời ơi, sao đi làm tay anh trai hết rồi. Đau lòng ghê á nha. Hai mốt hư hư hư. Làm mới phải biết yêu thương bản thân được, chăm sóc cho em đó. Để em muốn anh chở em đi ăn được không? Được. Đi karaoke nữa nha. Phải chiều em nha. Chứ nhường Thuận hả là hả, em dặn 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 luôn á. Đứng im nói cho tao. Không sao đâu, không sao đâu. Không sao này. Ai em? Im nói. Không, em giải thích được, anh giải thích được, anh bình tĩnh đi. Mày giải thích cái gì nữa mà mày giải thích? Mày giải thích cái gì mày nói tao nghe coi. Ủa, tao nói cái thằng này mày đứng im đó. Anh đừng có làm cái giảng coi. Tao không có làm gì hết á. Tao hỏi mày là tụi bay làm gì, mày làm gì? Em nói chuyện chơi với anh bảo vệ. Nói chuyện chơi gì? Thì như đi gặp rồi cái anh hỏi này kia, anh trả lời thôi. Hỏi gì? Hỏi gì mới nãy giờ tao đứng tao nghe hết rồi, hỏi gì nữa Quỳnh? Thôi anh rửa xào quá, đi lên nè. Khủng quá, anh đi đi nè. Mày đứng em nói cho tao. Anh nhỏ nhỏ cái miệng lên con. Giờ tao hỏi mày nè. Ủa? Không có sao đâu anh. Anh ngồi xuống đi, không có sao đâu. Thằng này là sao? Mới nãy mày nói gì? Mới nãy mày nói gì với nó? Thì tôi nói chuyện chơi thôi chứ nói gì. Thằng này là thằng bụi dễ nào? Tao xuống đây mấy lần rồi. Mày cũng biết tao có bồ rồi. Mà mày làm bụi dễ ở đây mày cũng biết nó là gì. Bồ bịch của tao rồi mà tụi bay làm ăn kìa. Tao nói cho mày nghe nè, mày quen bồ tao, tao cũng yên tắm cho mặt mày. Tao nói cho mày nghe nè, mày quen bồ tao, tao cũng yên tắm cho mặt mày. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Tao nói mày ngồi im đó, giờ mày giải thích cái gì nữa? Mày á, giống như mày chán tao đúng không? Quen tao mấy năm trời mày chán rồi đúng không? Mày kiểu là mày thấy của lã rồi đúng không? Làm cái gì tao hỏi bây giờ sao? Giờ mày muốn gì mày nói? Thì giống như tôi đi xuống đây thì tôi gặp ảnh thì anh hỏi han thì tôi nói chuyện vậy đó. Anh đúng là hồ đồ luôn á. Nói chuyện có vài câu thôi mà anh cũng hả? Ghen tuông mệt mỏi quá. Thôi đi lên đi chán hết chân. Đi có gì đâu cả. Ảnh bảo vệ, ảnh trực ở đây đúng không? Thì xuống anh chơi, cái ảnh nói chuyện với em về câu trả lời thôi chứ có gì đâu. Thôi đi, đừng hiểu lầm cậu. Đi lên. Tao nói cho mày nghe, tao kìm dữ lắm mày nha. Cái gì vậy? Ủa anh làm gì tôi? Tao nói mày nãy giờ tao kìm dữ lắm mày nha. Giờ tao hỏi mày nè. Mày đứng em nói cho tao. Mày ngồi xuống. Mày á, là mày quen vợ bồ của người ta, vợ người ta rồi đó. Tao là tao đấm vô mặt mày bất cứ lúc nào cũng được hết á. Mày ngồi đó đi, tí tao nói chuyện mày khỏi chảy. Còn em nữa, giờ em sao Quỳnh? Giờ em thấy tôi mắc kênh YouTube, tôi làm không có tiền đâu hả? Em chán nản, em tới nổi mà em xuống nghỉ sao bụi dễ ngay chung cư thì xuống mày quen đây. Quen mày gì xuống mà quen? Nắm tay nắm chân hai đôi tính đưa nhau đi chơi là sao? Ủa thì nói chuyện mày có gì mày nói thẳng với tao, mày không cần làm như vậy. Ủa, hiểu không? Mày có gì mày nói thẳng tao, ví dụ không muốn quen nữa thì mày nói tao một câu thôi rồi tao mày thôi chia tay. Chứ thôi. Mày đừng có lén lút sau lưng tao, giờ tao nói thằng này là mày sao? Thôi. Mày tính quýnh tao luôn hả? Mày tính quýnh tao luôn hả? Tao hỏi mày nè. Mày có biết nó đó có bầu chưa? Là nó là nó có bầu chưa? Mày chưa? Mày mày biết tao là ai không? Hả? Làm gì vậy? Hiểu tao lại không? Má đâu đây trời, là mày đâu đây nữa vậy? Anh nãy lòng gục. Trời mày đó. Anh hỏi lột con chàng nhà là quýnh anh luôn rồi đó nãy. Mày đâu đây nữa vậy trời? Ủa? Đi chơi không được hả? Đi chơi không được hay vậy? Hả? Mày anh không lột của trang ra đó quýnh anh thiệt luôn rồi đó.
Mày làm gì hả Hải? Làm gì đây vậy? Tao không biết gì đó, nó kêu tao làm đó. Cái gì đâu? Ủa làm trời gì đóng giận hả? Mày nay mày đâu qua đây? Mày ta đi làm à? Ủa đi chơi không được cái gì trời? Đi chơi. Đi chơi nữa hả? Ừ. Ê nãy. Má nay mày nghe lời nó mày tao quýnh mày có ngày đấm mày nãy tao đấm mày chua hơi trúng tay trúng ngay mũi mày chảy máu mũi rồi. Nãy anh không động chân nhanh hả? Nó đấm anh luôn rồi đó. Nay mày không đi làm hay gì? Nhỏ này chơi ngu cũng lại lật mới nãy tao đấm nó rồi đó, đấm chúng nó chảy mũi nó sao? Anh cho người ta được, ta cho nên là anh tức không? Tức khi làm tức chơi chơi ngu cũng tưởng cặp kè nào rồi chứ. Ủa cái sao? Tưởng cặp kè nào tôi đấm chết. Ơi nó nghe nè, anh Hải qua đây rủ anh nhậu nhưng mà em đã chặn được anh Hải dưới đây rồi, đâu có thoát khỏi đúng không anh Hải? À nó này quá. Được nha, cứ thế mà phát huy anh Hải hả? À, thiệt tình nóng thiệt chứ, làm tôi mới nãy giờ tao nghi trên đó. Nghi cũng là cái tính mày thôi mày ơi, mày không có tin tưởng nhau gì hết trơn à. Anh nói giờ mày qua đây mày nhậu không? Mày qua đây mày phụ nó quay, mày có mua bia không mày? Quay clip. Quay clip nữa chứ. Lâu lâu clip đúng rồi. Má nãy tao cầm cái gì tao tán cái là rồi xong. Mọi người. Chơi ngu mày tin nó nói cho mày nghe, mày bản tao mày nên nghe tao mày đừng nghe nó. Mày nghe nó mày cho mày nghĩ cặp kè với nó tao tưởng thiệt là lỡ tao đấm trúng mặt mày hay gì sao ngu con. Không. Đấm mắt. Đấm thì thì có tiền cái này tao đấm mày thì có tiền. Đấm anh thì nó tốn tiền. Thì mọi người thấy thì chứ nó cũng ghen thì mọi người ơi. Mà mình cho anh Hải mặc áo bông vệ, đội nón như vậy, bịt khẩu trang nữa, sao nó biết được đúng không mọi người? Sao nó biết mà ảnh qua chơi được, nó cứ nghĩ là ảnh đi làm không mọi người. Mà bữa nay ảnh xin về sớm được. Làm tao nóng, tao bị đá một đá. Tao mới nãy giờ tao nóng. Thì mọi người ơi, nếu mọi người thấy video này hay hãy để lại một like, một share ủng hộ em nha. Bye bye. Thôi đi lên anh Hải ơi, đi lên. Mày gì đâu mà lại đây, mày lại đây rồi biết chứ tao. Thôi đi mày ghen quá, không ai chơi mày, không ai ghen chơi với đứa ghen vậy đúng không anh? Ừ. Mày nói mày qua đây nhậu không rồi. À? Rồi xe cổ mày đâu? Gửi rồi. Mày giỏi. Chặn đường trước rồi. Hồi nãy đi tính đi lên thang máy nè. Em gặp ảnh kêu lên liền. Tao nói mày nè. Mày. Ơi mình Hải hay ha. Yeah. Mà yeah. Mấy cái này nó cho không may ghê. Thằng Hải nó cái tính nó ít nói rồi. Nó hồi xưa giờ nhờ nó cho anh nhờ nó quay video cho anh em thì cũng khó em nữa. Em thấy phục hồi nãy tới giờ luôn á. Ờ mày ngu, tao nói mày nghe, mày dụ nghe nó dụ đi. Có ngày tao tắm mày gì nè, cái chúng. Có chúng hề giống mà anh. Chúng mặt anh đúng không? Ờ hồi nãy không lột cổ trang nghe nhanh lỡ quýnh anh hả? Xẹp xương luôn rồi đó nãy. Đi lên nè, rồi đi đâu? Để lấy camera. Ừ.